ra đời năm 2009, trải qua nhiều năm phát triển với sự nỗ lực không ngừng của mình, Đài Phát Tín được nhiều người biết đến như một trong những nhà phân phối xe tải, xe chuyên dùng và đóng thùng xe tải hàng đầu tại Việt Nam. Với khát vọng vươn tầm cao mới cũng như một sự đầu tư bền vững cùng chiến lược phát triển phù hợp, Đài Phát Tín đang phấn đấu để trở thành một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu phân phối ô tô Hino chính hãng và sản xuất thùng xe tải có thị phần lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2020 với tiêu chí uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc phát triển đa dạng hơn về sản phẩm phân phối cũng được Đài Phát Tín đặt lên hàng đầu. Năm 2016, Đài Phát Tín đã chính thức giới thiệu các mẫu xe điện của Ego đến với khách hàng tại Việt Nam. Ego là mẫu xe điện cao cấp đáp ứng được sự kỳ vọng của phần lớn khách hàng. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều các thương hiệu cạnh tranh trên thị trường, Đài Phát Tín không ngừng cải tiến công nghệ, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm của chính mình nhằm khẳng định vị thế của công ty trên thị trường. Đẩy mạnh phạm vi hoạt động của các dòng xe điện Ego ngày càng xa hơn trên thị trường Việt Nam, cung cấp cho các khu du lịch, resort, sân golf với hệ thống tay lái nhẹ, dễ dàng điều khiển, tạo cảm giác thoải mái cho người lái. Ngoài ra, dòng xe điện Ego được trang bị các hàng ghế sau rộng rãi, tay vịn trải dọc hai bên thân xe, tạo cảm giác an toàn cho người ngồi sau. Với việc tiêu hao điện năng thấp và thời gian sạc nhanh, Ego là dòng xe điện được khách hàng đánh giá là dòng xe điện thân thiện với môi trường. Cảm giác lái xe này thì tay lái thì rất là nhẹ nhàng, thoải mái, và các độ phanh thì nó cũng có độ an toàn, xe rộng rãi, có tay vịn và có dây thắt an toàn, cho khách hàng có cái cảm giác là thoải mái và an toàn khi đi du lịch tại làng du lịch Hiệp Khánh. Đặc thù khu du lịch của mình ở đây là địa hình phức tạp, đồi dốc, nhưng mà xe này nó vận hành rất là mượt, lên dốc rất là tốt, nên là mọi người rất là thích. Mẫu mã cũng là một trong những tiêu chí mà Ego quan tâm, không ngừng phát triển để cho ra đời những mẫu xe đẹp nhất cùng màu sắc đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với những lợi thế đó, Ego một lần nữa khẳng định mình là một trong những hãng xe điện hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay. Với phương châm luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, dịch vụ bán hàng và sau bán hàng là ưu tiên hàng đầu của công ty Đài Phát Tín. Các sản phẩm của Ego khi đến tay khách hàng luôn được kiểm tra kỹ lưỡng với công nghệ tiên tiến theo quy chuẩn của nhà sản xuất. Đội ngũ kỹ thuật năng động, chuyên nghiệp cùng hệ thống trải dài khắp cả nước, chúng tôi tự tin sẽ cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho quý khách hàng một cách tốt nhất. Công ty chúng tôi rất hài lòng bên Đài Phát Tín. Sau khi mà quá trình mua xe về mà trong vận hành mà có trục trặc hay là có cần kỹ thuật gì đó thì alo thì bên công ty Đại Phát Tín là cho người trực tiếp xuống phục vụ rất là nhiệt tình, vui vẻ. Bên công ty Mỹ Khánh rất hài lòng. Chúng tôi chọn hiệu xe điện Ego. Đây là loại xe có thiết kế rộng, hai bên là trống trải, tạo điều kiện cho quý khách khi tham gia cái xe này có thể quan sát được tất cả các cảnh đẹp ở khu vực núi Bà Đen. Chỉ mới xuất hiện vào giữa năm 2016, nhưng đến nay đã đến hơn 50 doanh nghiệp kinh doanh sử dụng xe điện thương hiệu Ego do Đài Phát Tín cung cấp. Điển hình là những khu du lịch lớn như khu du lịch Đại Nam, khu du lịch núi Bà Đen, khu du lịch Mỹ Khánh Cần Thơ và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở những thành phố lớn như Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nội. Và mục tiêu của Đài Phát Tín trong năm 2017 sẽ là hơn 100 đối tác trên cả nước. Công ty Đài Phát Tín chúng tôi là đại lý ủy quyền chính thức của hãng xe điện Ego, là thương hiệu xe điện quy mô và uy tín hàng đầu thế giới hiện nay. Tại Việt Nam, xe điện vận chuyển khách du lịch ở khu resort, khu du lịch sinh thái và những thành phố du lịch đang ngày càng phát triển phù hợp với xu thế hiện đại, an toàn và đặc biệt là thân thiện và bảo vệ môi trường. Xe điện Đài Phát Tín chúng tôi có hệ thống phân phối trên toàn quốc, có showroom, văn phòng đại diện khắp nơi ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nội, vân vân, nhằm đáp ứng nhanh nhất, kịp thời nhất, tốt nhất cho khách hàng. Với phương châm sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi. Đài Phát Tín không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ của mình với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có giá trị đích thực.
Đài Phát Tính, uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp.